Nhan sắc Hoa hậu Thế giới trầm cảm vì phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra tiết lộ sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng tiêu cực sau khi ca sửa mũi không đẹp như mơ. Hoa hậu Thế giới năm 2000 Priyanka Chopra đã suy sụp sau ca phẫu thuật sửa mũi không như mong đợi và bị đạo diễn sa thải khỏi 3 dự án. Đó là giai đoạn đen tối của cuộc đời tôi, Priyanka Chopra nhớ lại lần sửa mũi hỏng vào đầu thập niên 2000 sau khi đăng quang Miss World. Chia sẻ trong chương trình The Howard Stern Show, cô thừa nhận bản thân đã rơi vào trầm cảm nặng. Người đẹp cho biết, thực tế cô chưa bao giờ muốn dao kéo vùng mũi. Tuy nhiên, cô phải tiến hành phẫu thuật do có khối u lành tính. Ca phẫu thuật tưởng chừng đơn giản nhưng lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngoại hình, khiến cho cô thay đổi hoàn toàn. Ngoài ảnh hưởng tiêu cực đến gương mặt, việc thẩm mỹ còn gây khó khăn cho vợ Nick Jonas khi bị đạo diễn sa thải khỏi 3 dự án. Những lời bàn tán về màu da và các bộ phận trên cơ thể khiến hoa hậu trở nên suy sụp. Nữ minh tinh Ấn Độ chia sẻ rằng nhiều lúc không muốn rời khỏi nhà, nhưng cha của cô, một bác sĩ, đã khuyên con gái đi chỉnh sửa lần nữa. Tôi rất sợ điều đó, nhưng cha bảo sẽ ở bên cạnh tôi. Cha giúp tôi vượt qua ám ảnh và lấy lại sự tự tin, Chopra hồi tưởng. Sau biến cố đó, đạo diễn Bollywood Ani Sharma cũng góp phần giúp Chopra trở lại sự nghiệp khi mời cô đóng phim. Chopra cảm thấy biết ơn vì trong lúc bị mọi người quay lưng, Ani Sharma vẫn đứng về phía cô. Được biết, đây không phải lần đầu bà mẹ một con nổi tiếng đề cập đến chủ đề này. Trong cuối hồi ký Unfinished, mỹ nhân Ấn Độ cho biết, ca phẫu thuật hỏng khiến cô cảm thấy bị tàn phá và tuyệt vọng cùng cực. Mỗi lần tôi nhìn vào gương, một người lạ nhìn lại tôi. Tôi từng không nghĩ ý thức về bản thân hay lòng tự trọng sẽ phục hồi sau sự cố đó, cho Chopra biết. Nàng hậu cũng chia sẻ cách thay đổi suy nghĩ, bây giờ khi soi gương, tôi không còn ngạc nhiên nữa. Tôi đã hòa bình với điểm khác biệt của tôi. Tôi cũng giống như những người khác, nhìn mình trong gương và nghĩ có lẽ nên giảm cân một chút, có thể làm việc nhiều hơn một chút. Nhưng tôi cũng hài lòng, đây là khuôn mặt của tôi, cơ thể của tôi. Tôi có thể thiếu sót nhưng tôi là tôi. Trúc Chi, Theo Dinh, Tiền Phong.